Hello, xin chào mọi người, mình lại gặp nhau trong một video mới rồi đây. Trước tiên mình xin chúc mọi người một năm 2020 nhiều sức khỏe và thật hạnh phúc nha. Ok, mở đầu cho đầu năm mới thì chắc chắn phải là một video squat song rồi chứ ha. Bộ song ngày hôm nay sẽ đến từ nhà Peripera. Đây là một dòng song Maintain Ink Tint Serum với một chiếc song cải tiến cực kỳ đặc biệt. Song có tổng cộng là 5 màu và mình cùng đi vào phần nhận xét chi tiết luôn ha. Bắt đầu với màu 01 Over Pretty, đây là một màu kiểu cam đỏ san hô nhẹ. Một màu son nhẹ nhàng cực kỳ hợp với không khí mùa xuân nè. Thiết kế hộp son lần này bằng giấy to bự, hơi bóng nhẹ và có để tên màu son, chất son và hãng son ở bên ngoài. Vỏ hộp giấy thì trùng với màu son bên trong nên rất là bắt mắt. Vẫn giữ được thiết kế độc quyền của Peripera, vỏ son hình lọ mực bé xinh được làm đồng bộ với màu son bên trong. Thân vỏ bóng và cũng to tròn hơn những cái dòng son trước một chút xíu, cầm khá là chắc và nặng tay. Màu son được in hẳn lên thân son luôn nên siêu dễ phân biệt. Màu 02 Rosy Around là một tông đỏ hồng trầm hơi đất nhẹ, một màu rất lạ mà mình ít khi gặp được trong bảng màu son tint. Màu son này rất xinh và dễ dùng, lại còn tôn da nữa, chỉ cần đánh một lớp mỏng thôi là cũng đã xinh lắm rồi á. Chất son mang tên Ink Serum nên khá là đặc biệt, lần đầu tiên mình sử dụng qua chất son kiểu như vậy luôn. Son hơi sánh nhẹ đúng nghĩa serum, khi tán lên môi thì cảm giác rất êm và ẩm mướt môi, khác với các kiểu son tint lỏng thông thường mà cũng khác với son bóng. Nếu để ví dụ gần nhất thì kết cấu son hơi giống với chất son của Romain Chouchi Lasting Tint, nhưng em này khá đặc và sánh hơn, độ lên màu đậm, đều và chuẩn màu rất là xinh. À mà vì chất son em này là kiểu serum tint nên sẽ hơi bóng nhẹ và tạo được ánh nhìn môi căng mọng rất là cưng luôn á. Cái độ bóng này trên môi không hề cảm thấy vết dính hay khó chịu xíu nào đâu, mà là cảm giác rất là mềm môi và thoải mái. Môi như được giữ một cách nhẹ nhàng mà chủ yếu là kiểu môi cứ căng mọng cưng cưng á, cho nên là mình rất thích. Những bạn nào môi hơi khô cũng có thể thử qua em sau này nha. Màu 03 Gossip Pink này đích thị là một màu hồng chân chính, chỉ hơi ánh đỏ một xíu xíu thôi. Màu này sẽ hợp với các bạn da trắng sáng hơn nha, những bạn da ngăm ấm hơn thì không nên dùng màu này đâu. Chất son của em này tuy hơi bóng nhẹ nhưng mà giữ màu rất là đỉnh luôn á, vì là ink mà. Khi sinh hoạt thì sẽ có dây ra nhưng mà chỉ dây nhẹ phần bóng và một chút màu thôi, còn màu nền của son thì vẫn giữ lại ở trên môi rất là bền. Khi ăn uống mà bị trôi thì phần tint vẫn bám lại khá là tốt, son giữ màu đều cả môi và tint vẫn là màu của son luôn chứ không bị hồng neon ghê ghê đâu, nên mọi người cứ yên tâm ha. Sau khi son trôi hết lớp bóng rồi thì môi cũng vẫn rất nhẹ chứ không bị khô môi, nói chung là chất son này mình rất ưng, mọi người rất nên thử luôn đó nha. 04 Active Orange là một tông cam rực rỡ, trẻ trung và khá là đáng yêu. Màu này khá tươi và rực nên sẽ cực kỳ phù hợp để dùng trong mùa xuân hè luôn á. Dù cho đánh lòng môi nhẹ nhàng hay là full môi đều rất là dễ thương. Son không có mùi gì quá đặc biệt đâu mà rất là nhẹ nhàng, kiểu mùi dâu hơi nhẹ nhẹ dịu dịu một chút, cho nên là mình nghĩ đây không phải là một vấn đề quá lớn. Nhưng mà nếu được thì mọi người cứ nên đi ngửi thử mùi son trước khi mua cho chắc chắn nha. Năm Go Red là một tông đỏ thuần có base hồng thuộc tông lạnh. Màu son này an toàn cho cả da ngăm lẫn da trắng luôn vì vừa tươi tắn tôn da lại rất dễ dùng. Mặn mộc của đám màu này thì vẫn rất xinh nha. Son hiện tại đang được bán ở Bbox với giá là 169.000. Mình thấy đây là một mức giá khá là hạt rẻ và vô cùng hợp lý cho chất lượng của son. Nên là mọi người nếu thích thì hãy trị ngay một em nha. Son mới cho năm mới mà. Tổng quan lại thì mình thấy đây là một dòng son khá đáng để thử. Chất son có dưỡng, ẩm mịn và mềm môi, độ lên màu chuẩn, giữ màu tốt từ khoảng 6 đến 8 tiếng, không gây khô môi và màu mình thích nhất là màu số 02 nha. Mong là video này đã hữu ích cho mọi người. Ok thì video này đã hết rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem hết video lần này. Đừng quên like và subscribe channel của mình nếu như mọi người thích video lần này. Và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Bye bye!